Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 171, Bức hôn 4. An Sơ Dương nhìn dáng vẻ kinh ngạc của nàng, nhớ tới dáng vẻ của Vân Khanh ở nhà ngói lúc đó, mặc dù cùng tuổi với Tuyết Oánh, nhưng tính cách và cách làm người xử sự, sự của cả hai hoàn toàn bất đồng, tuyết vánh được kế mẫu một mực nuông chiều lại bởi vì thân thể yếu ớt trong nhà ai cũng nhường nhịn nàng mặc dù không có dưỡng ra tính cách kiêu căng cũng là không dành thế sự làm sao hiểu được lòng người thâm sâu khó lường hắn vẫn luôn nhớ ngày ấy ở trong hoa viên gặp vân khanh cùng một đứa bé chơi đùa đứa bé kia chính là vong thê của liễu dịch dương lưu lại muốn cho nàng đi làm kế thất hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngàn lần không nỡ nếu như Liễu gia lấy chuyện bị cướp phỉ uy hiếp, vậy hắn cứu nàng ra, còn nhìn thấy da thịt của nàng so với Liễu Dịch Dương kia càng thích hợp hơn, liền nói: "Muội giúp huynh trưởng đi một chuyến, nói ta nguyện ý phụ trách." An Tuyết oánh còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần khi bị chuyện kia đả kích, giờ lại nghe An Sơ Dương thốt lên một câu như vậy, cũng không biết phải như thế nào biểu đạt cảm giác kinh ngạc lúc này, vừa định mở miệng hỏi, An Sơ Dương đã đi xa rồi nguyện ý phụ trách vân khanh vừa nghe lời này trong lòng liền hiểu rõ ý tứ của an sơ dương chỉ sợ hắn thấy việc nghĩa hăng hái mà làm càng làm càng nghiện giờ lại hăng hái vươn tay giúp đỡ muốn đem nàng cưới về tuy rằng hiện tại nàng tạm thời không nghĩ ra biện pháp tốt nhưng cũng không muốn bởi vì việc này lại tùy tiện tìm người gả cho xong việc cho nên nàng trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói thay ta cảm ơn huynh trưởng của ngươi an tuyết oánh bị hai người ra vẻ bí hiểm làm cho đầu óc đầy dấu chấm hỏi nhưng hỏi hai người cũng không mở miệng nói chỉ có thể trở về đem lời này chuyển lại cho an sơ dương an sơ dương sau khi nghe xong một lúc lâu không nói gì cái gì cũng không nói tự mình đến gặp vân khanh hỏi thẳng ngươi muốn gả cho liễu dịch dương chịu ân cứu mạng của hắn vân khanh không nói muốn báo đáp nhưng ít nhất thái độ đối với hắn có tốt hơn một chút nàng lắc lắc đầu nói ta chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy ngươi tùy ý gả vào một thương hộ? Chưa từng, Vân Khanh sửng sốt, liền đoán được đây là biện pháp mà thẩm mậu cùng tạ thị nghĩ ra, trước tìm nhà khác định ra hôn sự, rồi cự tuyệt liễu ra. Vậy ngươi vì sao không muốn gả cho ta? Bị người ta trực tiếp hỏi như vậy, mặc dù đã sống qua hai kiếp, nhưng hai kiếp cũng chưa từng trải qua chuyện này, Vân Khanh hơi có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn rất bình tĩnh mở miệng nói, Việc hôm ấy, An Công Tử có thể cứu giúp ta vô cùng cảm kích, Vân Khanh sẽ không mượn hai chữ, phụ trách, để nghị thân, mặc dù thẩm gia không nghèo, nhưng vẫn cùng quan nghiệp có sự khác nhau. Đương nhiên, ở trong lòng Vân Khanh, nàng cũng không cho rằng chi phủ gia đã là rất cao rồi, thẩm gia các nàng không xứng không hợp vân vân, thẩm gia trăm năm ở Dương Châu đã là căn cơ thâm hậu, tề gia từ hôn kỳ thực là ánh mắt thiền cận ngược lại lâm vào cảnh làm trò cười cho người thành Dương Châu, chỉ bằng tài phú của thẩm gia, quan gia nguyện ý kết thân cũng không thiếu. Này liễu gia chính là nắm chắc Vân Khanh là khuê nữ chưa gả, liễu gia lại có chứng cư cướp phỉ bắt cóc Vân Khanh, chỉ cần có chứng cứ trong tay, bọn họ có thể ở Dương Châu hô mưa gọi gió, cho cả thành đều biết. Hậu quả mà Vân Khanh nàng phải đối mặt cũng chỉ có hai lựa chọn, một chính là gả đi, một chính là gà không, loại kết cục nào cũng đều không tốt. Vân Khanh ở trong nhà suy nghĩ, nếu như nói không cần thanh danh, chỉ cần không lấy chồng liễu ra, nàng có rất nhiều biện pháp, nhưng ý cha mẹ lại thật rõ ràng, bọn họ không muốn mất đi thanh danh, bởi vì thanh danh của Vân Khanh cũng bao gồm cả thẩm gia ở bên trong, nay nàng là con nối dòng duy nhất của thẩm gia, nếu là nữ nhi duy nhất cũng như vậy, thẩm mậu ở bên ngoài cũng sẽ bị người khinh thị. Vì thế nàng luôn luôn nghĩ, có biện pháp nào, có thể không mất đi thanh danh, lại không cần gả cho liễu gia, đồng thời còn có thể mượn cơ hội lần này, làm cho đám người ở liễu gia bị đánh bại. Như vậy khó khăn sẽ lớn hơn rất nhiều rồi. Gả cho An Sơ Dương thật ra là biện pháp nhanh gọn nhất hiện nay, nhưng nàng cùng An Sơ Dương bất quá chỉ mới gặp mặt vài lần, nếu là vì phụ trách mà gả qua đó, tùy nói dựa vào quyền thế của chi phủ cùng ninh quốc công phủ liễu gia không dám động vào, nhưng nếu gả đi thì cũng là ngươi xem ta, ta xem ngươi, nếu chuyện cướp phỉ bị lộ ra ngoài, không chừng chi phủ phu nhân cùng chi phủ gia còn có thể bởi vậy mà xem nhẹ nàng, ngày sau càng thêm chật vật. Nàng còn có rất nhiều chuyện chưa làm, người chủ mưu phía sau màn vẫn chưa tìm ra, thánh giá nam tuần còn chưa tới, những việc đó bọn nàng cần phải dốc hết sức của mình đến làm. Nàng không thể cứ như vậy đính hôn gả đi ra ngoài. An Sơ Dương nhìn thấy trong hai mắt nàng lắp đầy ánh nắng mặt trời, bình tĩnh hỏi, ngươi có biện pháp nào, có thể cùng lúc giải quyết hai vấn đề này sao? chương 172, xoay chuyển càn khôn, liễu phủ suy tàn, một. Nhìn cặp con người tĩnh mịch lạnh lùng kia, Vân Khanh trong đầu hình thành một ý tưởng lớn mật, nàng lúc này đây nhất định phải một lần đem liễu ra hoàn toàn kéo xuống, để cho bọn họ biết, vô sỉ sẽ có kết cục như thế nào nàng gật đầu nói, có, nhưng là cần người hỗ trợ. An Sơ Dương thật ra có vài phần hoài nghi, hiện tại nàng bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, thế nhưng còn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này, không thể không làm cho hắn cảm thấy có chút nghi hoặc là thật có biện pháp giải quyết, hay là ngoài mặt chỉ đang gắng trông đỡ, cô y nói như vậy. Nghĩ đến nàng thà là tình nguyện cố gắng trông đỡ, cũng không nguyện ý gả cho chính mình, nội tâm tựa như bị mèo cào khó chịu vô cùng. Người nói, lúc trước khi ta bị bọn họ bắt, nghe được đối thoại của bọn họ, trừ hai gã kia ra, còn có một người tên là Lão Tam cũng là đồng lõa. An Sơ Dương gật đầu nói, ân, thẩm vân gã Lão Nhị kia, hắn cũng nói còn có một kẻ đồng lõa, nhưng bộ đầu đã tuần tra chung quanh, hai ngày nay đều không bắt được hắn. Loại người buôn lậu này, thỏ khôn có ba hang cũng không đủ hình dung bọn hắn bọn hắn xuất quỷ nhập thần im hơi lặng tiếng muốn bắt cũng không thể nhanh như vậy các ngươi đến xung quanh nhà của liễu dịch thanh mai phục hẳn là rất nhanh có thể bắt lấy gã vân khanh nói vì sao an sơ dương lấy làm kỳ quái nàng vì sao có thể chắc chắc như thế so với hắn vân khanh hai ngày này đã đem toàn bộ sự việc nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều chỗ so với an sơ dương đứng ở góc độ khách quan mà nói thì biết rõ hơn các ngươi còn chưa đem chuyện lão nhị bị bắt công bố. Liễu Dịch Thanh lại là người trước tiên biết được việc này của ta, để cho Liễu gia chuẩn bị tốt sinh lễ đến thẩm phủ. Đây nhất định là do lão tam trở về mật báo, mà Liễu Dịch Thanh vì muốn lời đồn có tính chân thật, nhất định sẽ giấu kỳ lão tam, tránh cho gã bị người của nha môn các người chộp đi. Chỉ có lão tam gã ta mật báo mới có thể chân chính dùng chuyện cướp phỉ này đến uy hiếp ta. Phân tích như thế, An Sơ Dương âm thầm bội phục, chuyện đã đến nước này, Thẩm Vân Khanh còn có thể bình tĩnh đem sự tình phân tích cặn kẽ, thật sự là không đơn giản, gã lão tam kia nhất định phải bắt được, việc này sẽ được giải quyết ôn thỏa. Gợi lên khóe môi cười cười, Vân Khanh nhìn nam tử trước mặt, sinh lễ đều đặt đến nhà của ta, nếu như nhà ta trước như vậy trả về, không phải cho nhà hắn ta cái cớ để làm lớn chuyện, nói thẩm phủ ta không giữ chữ tín, định ra việc hôn nhân còn phủ nhận, đến lúc đó ta có còn thanh danh nữa hay không? Đây là chỗ cao minh của Liễu Phủ, một vòng lại một vòng, lựa chọn trái hay phải, cũng đều chỉ có một kết cục như vậy. Vậy ngươi có kế sách gì? Chuyện cho tới bây giờ, An Sơ Dương biết Vân Khanh trong lòng nhất định có ý tưởng, chờ nàng nói ra. Vào tử địa lại hồi sinh, ý nơi chờ mình, xoay chuyển tình thế. Ba ngày thời gian cứ như vậy đi qua, liễu đại phu nhân chờ người của thẩm phủ tỏ thái độ nhưng như thế nào cũng không có nửa điểm tin tức, không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Thẩm phủ đến tột cùng là có ý tứ gì, chẳng lẽ nhìn thấy lễ hỏi kia còn không rõ, hay là bên ấy cố ý muốn kéo dài thời gian, muốn đem chuyện này che giấu? Liễu đại phu nhân cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nếu Thẩm phủ còn không rõ tầm quan trọng của việc này, bà ta liền tới cửa nhắc nhở nhắc nhở bọn họ. Tiếp đó liền phân phó bách hợp cho bên ngoài chuẩn bị xe ngựa, thay đổi một thân xiêm y hướng thẩm phủ mà đi, bởi vì là thân thích của thẩm phủ, cho nên người gác cổng cũng không có đặc biệt ngăn trở. Trong phủ hạ nhân chỉ biết là Liễu phủ cùng với thẩm phủ kết thân, càng thêm hoan nghênh Liễu đại phu nhân đến cửa. Đến sân vườn của Tạ thị, lại bị người ngăn cản, Lý ma ma đứng chắn trước cửa, vẻ mặt tươi cười nói: "Liễu đại phu nhân, thật là ngại quá, phu nhân nhà ta nay mang thai đã 5 tháng rồi, mỗi ngày lại mệt mỏi, thiếu ngủ, ăn càng ít" Ngày hôm nay lại ói rất nhiều lần, trước mắt đang ở trên giường nghỉ ngơi, không tiện gặp khách, mong rằng người thông cảm. Mang thai 5 tháng còn như vậy, biểu muội cũng không nên hư nhược đến như vậy chứ, nhất định là do các ngươi hầu hạ không tốt, ta phải vào xem. Liễu đại phu nhân làm sao quản được nhiều như vậy, đẩy Lý mama ra muốn đi vào bên trong. Lý mama là phụng mệnh đi ra chặn Liễu đại phu nhân, một đám nha hoàn cũng chắn đằng trước. Ba như trước cười nói, liễu đại phu nhân đây là muốn làm cái gì? Phu nhân thân mình không khỏe, hôm nay không tiếp khách, người nếu có chuyện gì gấp, thì ngày mai lại đến đi. Hừ, ngày mai, chỉ sợ ta chờ, các ngươi chờ không được. Liễu đại phu nhân hùng hổ, hồ đám nha hoàn phía sau cùng đám người lý ma ma xô đầy. Trong viện ồn ào, tranh cãi ẩm ĩ không thôi, lúc này tạ thị mới từ bên trong đi ra, Phỉ Thúy cùng hổ phách hai người đi theo phía sau giúp đỡ. Bà vừa thấy liễu đại phu nhân liền cười nói, hôm nay ngọn gió nào thổi đại biểu tàu đến thăm muội thế này. Lý ma ma thấy tạ thị đi ra, cũng ra hiệu cho những người khác lui xuống. Liễu đại phu nhân khẽ ngừ một tiếng, đi về phía trước nói, muội thân thể không phải không được tốt sao? Tại sao lại đi ra rồi hả? Đại biểu tàu đến làm ồn như vậy, ta là muốn ngủ cũng ngủ không xong. Tạ thị cười tùm tìm mở miệng, đem liễu đại phu nhân chăm chọc rõ ràng. Ngày thường bà luôn hòa hòa khí khí, hôm nay mỗi câu đều mang theo chăm chọc. Liễu đại phu nhân càng nghe càng thấy không thoải mái, nhìn bà dáng vẻ nặng nề, lại nghĩ tới con trai cùng con gái của mình. Liền trực tiếp nói, hai nhà chúng ta việc hôn nhân cũng định xong. Ngày hôm nay là tới cửa cùng biểu muội thương lượng một chút hôn sự của Dương Nhi cùng Vân Khanh. Thật sự là không biết xấu hổ. Tạ thị gắt gao bắt lấy tay phỉ thúy, nhưng không có phát tác, mà là mở miệng nói, việc hôn nhân gì. Ta như thế nào không biết, đại biểu tẩu sợ là đi nhầm nhà, nói nhầm người rồi. Liễu đại phu nhân thật không nghĩ tới tạ thị sẽ nói một câu như vậy, bà ta vẫn còn tưởng rằng nghe câu nói như vậy, tạ thị khẳng định sẽ bị dọa nhanh chóng đem bà ta đón vào phòng trong, nhỏ giọng thương lượng ai ngờ tạ thị còn đứng ở trong sân, nhẹ nhàng thong thả đem lời này nói ra ngoài biểu muội ngươi đây là cái ý gì? Dương Nhi sinh lễ cũng đã đưa đến thẩm gia, các ngươi đây là muốn quịt nợ sao? Liễu đại phu nhân chừng mắt nói. Nga, mấy người, kia hòm xiềng A, à, ta đã nói đại biểu tẩu chắc đã đưa nhầm chỗ rồi, mấy ngày nữa sẽ muốn tới lấy, ngày hôm nay người đã tới rồi. Tạ thị vẫn ôn nhu cười nói, tuy rằng ngón tay tức giận càng báu càng chặt. So với bà, liễu đại phu nhân lại càng táo bảo, bà ta lúc đầu vốn không muốn làm lớn chuyện để Vân Khanh gả cho Liễu Dịch Dương liền coi như xong việc, nào biết tạ thị căn bản là tính quỵt nợ, chẳng lẽ chuyện Vân Khanh bị cướp vì bà ấy không biết, bèn nhìn tạ thị tươi cười, Liễu Đại Phu Nhân kết luận như thế, liền cười đắc ý vài tiếng, biểu muội đồ vật kia cũng không có đưa sai, chính là Dương Nhi nhà ta muốn cưới Vân Khanh làm kế thất. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 173 xoay chuyển càn khôn, liễu phủ suy tàn, hai. Vân Khanh nhà ta không làm kế thất, tạ thị nói, trời có lúc nắng lúc mưa, người có họa có phúc, có đôi khi cũng không phải là tùy vào ngươi mà quyết định làm hay không làm, biểu mỗi ngươi có thể không biết, năm ngày trước Vân Khanh xuất môn, nhưng là bị cướp phỉ bắt đi, vừa may đụng phải người nên được cứu ra, người nói đứa nhỏ này, Vân Khanh lại xinh đẹp như vậy, bị cướp phỉ bắt, còn có thể làm cái gì? may mắn việc này vẫn chưa bị đồn ầm ĩ ta cảm thấy vân khanh là người tốt đã xảy ra việc này cũng không còn biện pháp nếu để cho người khác biết vân khanh đời này còn không biết phải làm người như thế nào đâu liễu đại phu nhân che miệng cười khinh thường liếc mắt chờ xem dáng vẻ thất kinh của tạ thị ai ngờ tạ thị nhếch lên khóe miệng thản nhiên cất cao giọng không phải ai đều giống như thanh nhi một câu nói kia trực tiếp đâm vào vết sẹo của liễu đại phu nhân bà ta nhất thời giống lớn lên, tả văn uyên, ngươi ở trước mặt ta kiêu ngạo cái gì, ngày hôm nay ta có ý tốt đến cùng ngươi thương lượng hôn sự nữ nhi nhà ngươi, ngươi thế nhưng lấy chuyện thanh nhi ra châm chọc ta, thật sự là không biết tốt xấu, thương hộ thô phụ, ngươi đã không cần, vậy thì nhìn xem, rốt cuộc là nữ nhi của ai thảm. Nói xong câu đó, liễu đại phu nhân phất tay áo liền đi ra ngoài, nghe được sau lưng tạ thị nói, người đâu, đem đồ liễu ra đưa sai trả trở về lại tức giận đến sắp phát điên tạ thị người này thật sự rất không biết điều thẩm vân khanh nay đã như vậy còn muốn đem vân khanh gà cho cảnh cao nghĩ cũng đừng hòng nghĩ hư xem bà ta không đem danh dự của vân khanh hủy đến không thể ngừng mặt đi đường thì bà ta không phải là bà ta nữa mãi cho đến liễu đại phu nhân đi ra khỏi sân phỉ thúy cùng hồ phách mới nâng tạ thị vào phòng làm như vậy thực sự ổn không vân khanh đang ngồi ở trong phòng trong tay cầm miếng vải bọn nha hoàn chưa thiêu xong nhìn ngắm, nghe thấy tạ thị vào cửa, ngừng đầu nhìn bà, con đã cùng cha nói qua, người nói làm như vậy là tốt nhất. Tạ thị cúi đầu suy nghĩ, so với phẫn nộ lúc đầu, bà ta nay đã không còn tức giận như trước nữa, đại khái là cảm thấy thất vọng đối với liễu gia, hơn nữa liễu đại phu nhân náo loạn như thế, việc đó cũng khiến cho bà hoàn toàn lạnh tâm. Đối với người đã nhìn thấu, tạ thị cũng không còn rất tức giận hai cha con các người quyết định xong thì tốt rồi lớn mật như vậy thực hiện nương người sợ cái gì xem dáng vẻ hôm nay của liễu đại phu nhân nương càng sợ bà ta lại càng khi dễ lên đầu mình đấy lúc này vân khanh trong miệng từ sưng hô mở đã đổi thành liễu đại phu nhân tạ thị nghe xong chân mày giật giật nhưng nghĩ đến những gì liễu đại phu nhân làm cái gì cũng không nói liễu đại phu nhân vừa về tới trong phủ nhìn đám người phía sau đem sinh lễ trả về tức giận không thể bộc phát kêu người đem những thứ đó đi xuống đang nghĩ tới làm sao đem chuyện của thẩm vân khanh làm cho ồn ào huyên náo nhất khiến nó mất hết mặt mũi lại nghe thấy liễu dịch dương bên kia lại có người đang khóc khóc nhốn nháo phiền muốn chết lớn tiếng mắng khóc 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 cái gì mà khóc còn không mau đi qua nhìn xem đến tột cùng là sao lại thế này bách hợp biết bà ta tâm tình không tốt nhân cơ hội này nhanh chân đi ra ngoài. Một lát sau sắc mặt hồng hồng tiến vào, phu nhân, người vẫn nên đi qua viện của đại thiếu gia xem đi. Liễu đại phu nhân chỉ cảm thấy đầu mình đau nhói, tưởng như sắp trông đỡ không nổi, lại nghĩ đến chuyện của con trai, chỉ có thể cứng rắn giữ vững tinh thần. Vào sân, liền nhìn thấy liễu dịch dương đang khoác hở áo ở trên giường, trên người đè nặng một ả nha hoàn xích lõa, bà vội khụ lớn hai tiếng. Liễu Dịch Dương quay đầu nhìn thấy là Liễu đại phu nhân, con ngươi dâm tà nhất thời sáng ngời, nhảy dựng lên nói: "Thẩm phủ kia định khi nào làm hôn sự a?" À? Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Khanh, liền mãi nhớ đến nàng, khi đó hoàng thị còn chưa có chết, hắn là muốn sau khi nàng ta chết liền cho Liễu đại phu nhân đi hỏi cưới Vân Khanh làm kế thất, nhưng khi đó cũng mơ hồ biết là không có khả năng. Càng về sau lại xảy ra chuyện như vậy, lại càng không có cơ hội không nghĩ tới vị muội muội này thế nhưng làm ra cái chuyện tốt như vậy, nghĩ đến có thể đem Vân Khanh cưới về muốn làm gì thì làm. Hắn mặc dù nửa người dưới đã muốn bị phế, nhưng bản năng nam nhân vẫn còn, hưng phấn nước miếng đều muốn nhỏ ra. Biến thái dấu lớn dấu bé. Liễu đại phu nhân nhìn dáng vẻ con trai mình, trong lòng vừa chán ghét vừa đau tiếc. Nay hắn bộ dạng thế này, sao có thể ra ngoài làm mai đây? Nhưng xấu thì con trai không muốn, không xấu nhưng ra cảnh thấp cưới về nhìn chán vân khanh liền vừa hay thích hợp đính cái gì mà đính người ta đều nói không lấy chồng rồi liễu đại phu nhân tức giận nói không lấy chồng vì sao không lấy chồng chẳng lẽ nàng không sợ chuyện nàng bị tặc nhân bắt đi truyền ra ngoài sao liễu dịch dương vẻ mặt âm tàn nói cái con tiện nhân kia bị tặc nhân vấy bẩn con giả vờ băng thanh ngọc khiết cái gì chứ đối với lời của con Liễu đại phu nhân tràn đầy đồng cảm, thẩm vân khanh này như đóa tàn hoa, còn muốn xứng với người trong sạch gì nữa chứ? Không có khả năng. Cuối mùa thu gió quét thổi nhẹ như có như không, trong thành dương châu nhanh chóng lan truyền lời đồn đãi. Mấy ngày trước đây, thẩm gia thiên kim thẩm vân khanh bị tặc nhân bắt cóc, rất lâu mới được cứu trở về nhà, nay luôn ở trong nhà tĩnh dưỡng. Loại tin tức mập mờ này một khi lan tràn, liền nhanh chóng truyền bá, không đến ba ngày, toàn bộ thành Dương Châu đều biết, thiên kim thẩm ra bị tặc nhân bắt đi, chỉ sợ đã muốn bị vấy bẩn thân mình. Chí tưởng tượng của con người có thể nói là vô hạn, đủ loại suy nghĩ diễm tình được truyền lưu rộng rãi trên phố, mà cùng lúc đó, một tin đồn khác cũng đồng thời đi ra, nói liễu ra lấy việc này áp chế thẩm phủ, muốn bức hôn thẩm vân khanh, ép đi làm kế thất cho liễu phủ đại công tử liễu dịch dương. Hai lời đồn đãi này cùng lúc xuất hiện, hơn nữa cũng nhanh như nhau được lan truyền đi như đôi bạn gắn bó truyền khắp thành dương châu mọi người đều chờ xem màn kịch hay của thiên kim thẩm phù bao gồm người đang ngồi ở trong phủ cắn hạt dưa là tạ di và vi ngưng tử vi ngưng tử nhớ tới đồn đãi đúng vào ngày đó ngày mà nàng ta thấy vân khanh bị độc thủ bắt đi không khỏi âm thầm vui sướng khi người gặp hỏa những gì nàng hy vọng đều trở thành sự thật vân khanh thật đúng là bị tặc nhân bắt cóc sau đó trôn thoát tiếp theo lại bị cả thành đều biết hiện tại đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận vị tiểu thư thẩm gia bị mất trinh mà còn mặt mũi để sống này. Phi tả di phun sắc hạt dưa xuống, cười lạnh nói, tạ văn uyên không phải rất giỏi à. Hiện tại nữ nhi bảo bối của bà ta sắp biến thành trò cười cho thiên hạ, xem bà ta còn có đắc ý được nữa không. Đợi cho việc này bị náo lớn lên, bà lại chọn thời điểm tốt đi đà kích tạ văn uyên, dù không tức chết bà ta, cũng muốn đem sự vũ nhục trước kia mình phải chịu đựng trả lại cho bà ta. Cũng có người cùng các nàng không có chung suy nghĩ, lúc này trong vấn phủ, vấn lão thái gia đang ngồi ở bên bờ hồ, mỗi ngày trong giỏ của ông trống không không có cá, thấy mình nhi lén lút đi ra ngoài sân, ánh mắt tà tà nhếch lên, chậm gì gì hô, mình nhi, đi làm cái gì? Mình nhi lập tức lén lút đem mờ u bàn tay giấu ở phía sau, nhìn trời nói, hôm nay trời đẹp tiểu nhân ra ngoài dạo a à. đem đồ trên tay ngươi lấy ra đi có phải lại muốn đi truyền tin cho tiểu tử ngự phượng đàn kia không vấn lão thái gia đã biết trước rồi còn nói mình nhi phẫn nộ đem bức thư lấy ra gãi gãi đầu nói lão thái gia người đã biết còn muốn hỏi ta người cứ cách ba ngày sẽ lén lút đi ra ngoài một lần thật sự là rất rõ ràng a à. ai cũng đều nhìn ra vấn lão thái gia đối với kỹ thuật non kém của minh nhi tỏ vẻ phê bình thế tử con nói qua cách ba ngày phải đem tình hình của thẩm tiểu thư viết lên một phong thơ cho hắn nếu không ra hỏi thăm hắn nào biết viết gì chứ minh nhi thực phiền não ba ngày viết thư một lần hại hắn không muốn cũng phải viết một tay chữ viết như gà bới này cũng khá hơn nhiều hôm nay trên thư có phải hay không viết chuyện thẩm vân khanh bị cướp bắt cóc Vấn lão thái gia nhìn một con cá đớp mồi câu ở dưới nước một chút, lại tự nhiên chạy đi, cười tủm tìm ngồi trên ghế nhỏ, nhìn Minh Nhi. Lão thái gia anh Minh, đây chính là đại sự, đương nhiên phải nói cho thế tử ra rồi. Minh Nhi thật vất vả mới có thể không cần mỗi ngày viết thầm tiểu thư mua cái gì, mặc cái gì, trong thư viện làm cái gì, tìm được chuyện có ý nghĩa, nhất định phải báo cáo lại nha. Chương 174, xoay chuyển càn khôn, liễu phủ suy tàn ba. Vấn lão thái gia lắc lắc đầu, tiểu tử này, như thế nào lại quan tâm Vân Khanh, lúc đầu bị minh đế triệu hồi về kinh thành, nghĩ đến một hai tháng sau có thể sẽ quay lại đây. Nào ngờ Tây Vực thế nhưng với khai chiến trên diện rộng với Đại Ung, chiến hỏa kéo dài, Tây Vực lần này cử đến tướng lãnh thập phần dũng mãnh làm cho biên quan liên tục thất thủ, vài tên đại tướng đều thất bại, sau minh đế liền gọi tên ngư phượng đàn nói năm đó phụ vương ngài là cẩn vương có công đầy lùi loạn tứ vương, tư thế oai hùng dũng mãnh liệt. Làm thế tử là ngự phượng đàn nên càng phải vì phụ vương của mình năm xưa mà làm dạng danh dòng tộc, một đạo thánh chỉ ban xuống, đã đem ngự phượng đàn đưa đến biên giới tiền tuyến. Ngự phượng đàn cũng đặc biệt ra lệnh cho Minh Nhi, muôn hắn quan sát kỹ vân khanh, việc nhỏ việc lớn gì, cứ cách ba ngày đều phải nghe ngóng rồi viết thư gửi cho hắn nay là lúc biên giới Tây Bắc vào mùa rét lạnh, Ngư Phượng Đan lại là lần đầu tiên lên chiến trường. Nghe nói một tháng nay chiến trận dần ổn định, nhưng phía Tây Vực đã thắng mấy trận liên tiếp trước đó, thêm vào là người Tây Vực đã quen với khí hậu giá lạnh, mà binh lính đại ôm lại không quen chịu lạnh, cũng không thể trong thời gian ngắn có thể đẩy lùi lính Tây Vực, thắng lợi trở về. Vào thời điểm này, nếu cho hắn biết Vân Khanh xảy ra chuyện như thế, hắn có thể bình thản cho qua sao? tiểu tử kia tính cách vốn là có chút vô thường, vạn nhất trái với quân lệnh trở về. Vậy chẳng phải là dâng cho minh đế cái cớ đề ngài có thể tước binh quyền của cẩn vương, thứ mà phụ vương hắn đã dốc sức đạt được sao? Đến đây, đem thư lấy ra, cho ta xem. Vấn lão thái gia nhận lấy thư của Minh Nhi, sau đó lắc đầu, vẻ mặt đầy nếp nhăn nhăn lại. Minh Nhi, chữ của người thật rất xấu, quả thực là đã đánh mất hết mặt mũi của ta rồi, quên đi ta giúp ngươi chép một lá khác. Minh Nhi gật gật đầu, chữ của hắn đúng là có chút xấu, nhưng vẫn có tiến bộ đó thôi. Vấn lão thái gia nhìn Minh Nhi mập mạp dễ bị lừa, nheo mắt, không phải ông mặc kệ chuyện của Vân Khanh, mà nay sự tình cũng đã xảy ra, không thể bởi vì một nữ tử mà làm cho cả cần vương phủ rơi vào tai họa A. Sau khi chép một bức khác, vấn lão thái gia trực tiếp xếp lại thư cho Minh Nhi, sờ sờ cái đầu như bánh bao nhỏ của hắn nói đi thôi chạy nhanh đi gửi đi được a à. mình nhì cầm thư vui vẻ vui vẻ chạy ra chuồng nuôi ngựa hắn nhìn nhìn lá thư được gấp cẩn thận trong tay mở ra xem mong vân lão thái gia đừng chép chữ sai lời của hắn có thể là khó để hiểu toàn bộ nhưng vừa lật ánh mắt thẳng tắp sao bên trong này viết đều là ăn cơm ngủ học y vậy a à, không đúng hắn rõ ràng viết không phải việc này nhưng Vân Lão Thái gia muốn gửi đúng là ý này, làm sao bây giờ? Dùng bàn tay nhỏ nhắn gãi gãi cầm, Minh Nhi vòng đến một chỗ khác, tìm mảnh than, ở sau lưng mảnh giấy bỏ thêm một câu thầm tiểu thư danh dự bị hao tổn, sắp bị người khác cưới mất rồi. Mà lời đồn đãi về Vân Khanh ở thành Dương Châu này sắp lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc đề hình án sát xử tư đến Dương Châu phủ khảo sát các cấp quan viên. An sơ dương chiếu theo lời của Vân Khanh làm, cho bộ khoái mai phục ở xung quanh nơi của Liễu Dịch Thanh, vào ngày thứ ba theo dõi thược dược đến một chỗ không người, đã phát hiện bóng dáng của Lão Tam, sau khi vây bắt được, liền công khai giữa phố áp giải đến trước mặt An Chi Phủ. An Chi Phủ gặp Nhi Tử rốt cục đối việc Phủ Nha cũng có một chút hứng thú, có chút an ủi. Trong lòng cũng muốn ở trước mặt để hình án sát xứ tư án sát xứ có ấn tượng tốt về con trai mình, vì thế trên đường mới xuất hiện một màn này. Bộ khoái cầm đồng la cùng rùi trống, ở trên phố lớn ngõ nhỏ của Dương Châu, bốn phía tuyên truyền, nói chi phủ công tử bắt được tặc nhân chuyên lừa bắt cóc bán con gái nhà lành, vì muốn cho hương thân phụ lão đòi lại công đảo, chuẩn bị ở trước sân đá lớn của Nha môn chi phủ công khai thẩm vấn. Tặc nhân lừa bán con gái nhà lành khiến dân chúng oán hận nhất, vừa biết được tin tức này, ngày hôm sau ở trong sân ngoài có hơn 7-8 tầng dân chúng, quả thực là người đông tấp nập. Đó cũng là phủ đệ Dương Châu lần đầu tiên dùng quảng trường lớn vậy để xử án kiện, trừ chi phủ đại nhân, còn có đề hình án sát xử tư án sát xứ cũng đang thẩm án. Lúc cho nhà bộ áp giải lão nhị lão tam đi lên, chung quanh dân chúng đều không ngừng mắng chửi, nhất thời trên sân đá tràn ngập tiếng nghị luận, tiếng mắng nối liền không dứt. An Chi phủ tay cầm kinh đường mộc, miếng gỗ trong phim mũ mũ, trên bàn vỗ bốp một tiếng đem thanh âm của dân chúng tại đó đều đè đề lại. Lão nhị lão tam tóc tay bù xù, trên áo tù màu trắng là những vết máu màu đỏ sậm, không biết là của bọn họ hay là của người khác, bị nha dịch bắt quỳ xuống nền đá thô. An Chi phủ khuôn mặt đoan chính, nhếch mi hỏi, lão nhị, lão tam, đã là bia đỡ đan thì cũng không muốn đặt tên cho họ làm chi các ngươi có biết chính mình đã phạm tội gì hay không? Kỳ thật mấy ngày nay, hai người đã sớm ở trong lao bị thu thập qua, nay áp giải hai người ra ngoài, chẳng qua là diễn lại một lần, ở trước mặt dân chúng mà thông báo, cũng vì danh tiếng chức quan của mình mà làm. Lão nhỉ, lão tam vội vàng cúi đầu nhận tội, chúng ta phạm là tội lừa bán con gái. Hai người đã muốn ăn đủ đau khổ, lúc này tự nhiên An Chi Phủ hỏi cái gì, bọn họ sẽ nói hết. Vậy các ngươi có từng nhớ rõ những người đã bị các ngươi hại? Nhớ rõ nhớ rõ là Tam bắt đầu nói ra, hai huynh đệ tiểu nhân là từ bốn năm trước bắt tay vào làm việc mua bán này. Mặc dù không nói mỗi một lần đều nhớ rõ, nhưng là một nửa vẫn có. Vụ thứ nhất chính là ở thành đông U Thủy bắt một cô gái 12 tuổi. Hắn bắt đầu nói xong, trong đám dân chúng đã có người bắt đầu kêu trời gọi đất, thỉnh thoảng có người lớn tiếng khóc hô, phương nhi của ta. Tiểu tống số khổ của ta a à. Cho đến khi nói đến vụ cuối cùng, mấy ngày trước đây, huynh đệ chúng ta bắt là thiên kim thẩm gia. Những lời này nhất thời làm cho người chung quanh đều tập trung tinh thần nghe mà dựng đứng lỗ tai lên, ngay cả đề hình án sát xử tư án sát xứ đều đã lên tinh thần. Hiển nhiên lời đồn đại hắn cũng nghe đến, dương châu người nào không biết danh tiếng của thẩm gia. An Sơ Dương ngồi ở chỗ tối bên cạnh, sắc mặt như trước lạnh lùng, mà Liễu Khai Đông làm Dương Châu Phủ đồng chi, ngồi ở dưới tay An Chi Phủ, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Hắn có nghe qua thê tử nói chuyện của Liễu Dịch Thanh, lúc ấy trăm phần trăm đồng ý cách thực hiện này, phải biết rằng, cưới Vân Khanh trở về, chỉ riêng đồ cưới của thẩm gia sẽ không biết bao nhiêu, hơn nữa về sau muốn tới thẩm gia lấy tiền, càng thêm đúng lý hợp tình, nếu là thẩm gia muốn không cho. Vân Khanh cũng đừng nghĩ tới sẽ có ngày lành. Nhưng Điền Thị rõ ràng có tiếng là đem người giấu cực kỳ kín đáo, như thế nào nay lại bị mang tới nơi này. Hơn nữa việc này ngay cả chi phủ đồng tri như hắn cũng không có nghe qua, thế nhưng không biết chốt nào, hôm nay cuộc thẩm vấn là cố ý vì hắn ta mà mở ra sao. Liễu khai đông nội tâm thay đổi liên tục, sắc mặt lại như trước trầm ổn, nghe phía dưới lão tam nói, Huynh đệ tiểu nhân vừa đem thẩm gia thiên kim trói lại, đã bị người phát hiện, bộ khoái cùng công tử chi Phù đã bắt được huynh đệ bọn tiểu nhân rồi. Chương 175, xoay chuyển càn khôn, Liễu phủ suy tàn, 4. Một dân chúng ở bên cạnh hỏi, các ngươi không phải bắt thẩm gia thiên kim được một khoảng thời gian sao? Tại sao lại nói là vừa trói lại đã được cứu ra rồi? Làm sao bắt thật lâu? Nếu là bắt thật lâu, còn không sớm mang đi có thể để ở nơi này sao? Ta cũng không ngu như vậy. Lão Tam hô lớn. Yên lặng, An Chi phủ hí mắt nhìn Lão Tam. Các ngươi lừa bán con gái nhà lành. Thế nhưng còn dám bắt cả thiên kim vọng tộc. Làm sao có thể có lá gan lớn như vậy? Còn không mau thành thật khai ra. Liễu Khai Đông vừa nghe liền nóng này. Đây không phải là chuyện sắp chuyển hướng lên người Liễu Dịch Thanh sao? Vội vàng nói, An Đại Nhân, tặc nhân này lừa bán con gái nhà lành hoàn toàn là tự mình làm, làm sao xuống tay tốt, thì liền làm cách đó. Làm sao có thể có kẻ chủ mưu phía sau chứ? An sơ dương quay đầu, con người đen dưới ánh mặt trời giữa tu giống như hai hạt băng châu, bình tĩnh nhìn liễu khai đông, đồng chi đại nhân, thẩm án nên chú ý truy xét cho rõ ràng. Nghe vậy, về hình án sát xử tự án sát xứ cũng xoay đầu lại, nhìn liễu khai đông liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào, liễu đồng chi cảm thấy phía sau này sẽ không có người chủ mưu bản quan thật ra lại cảm thấy có lẽ là có đó bị đề hình án sát xử tự án sát xứ âm dương quái khí nói như vậy liễu khai đông chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận mồ hôi lạnh ứa ra nạn ra nụ cười gượng nói đại nhân nói phải hạ quan chính là nghĩ như vậy an chi phủ xin ngài tiếp tục liễu khai đông xoay người tiếp tục ngồi xuống mơ hồ có một loại cảm giác xấu hắn nhớ rõ lần trước lúc đưa bạc cho đề hình án sát xử tư án sát xứ hắn vẫn còn nói chuyện với mình rất tốt hôm nay như thế nào lại có chút khó lường như vậy lão tam thấy vài vị đại nhân phía trên rốt cục tranh luận xong rồi tiếp theo trả lời đúng vậy nếu là bình thường bọn tiểu nhân cũng không có gan lớn như vậy đi bắt cóc thiên kim tiểu thư nhưng là ngày ấy huynh đệ tiểu nhân nhận của người ta hai mươi lượng hoàng kim không chịu nổi sự mê hoặc này mới hạ thủ a Ai cho ngươi số tiền này? An Ni Phủ hỏi. Là nha hoàn bên người của Liễu Di Nương ở tề phủ tên Thược Dược liên lạc với tiểu nhân. Sau Liễu Di Nương còn gặp mặt ta, cho ta bạc để giải quyết tốt hậu quả. Lão Tam đem toàn bộ sự thật đầu đuôi nói ra. Trong đám người phát ra từng đợt la hét, tề ra Liễu Di Nương đây không phải là Liễu gia đại tiểu thư sao? Sau đó, bọn họ lại nhớ tới chuyện Liễu Dịch Thanh ăn cơm trước cảnh, đang là một tiểu thư nhà cao cửa rộng gả cho nam nhân trắng tay làm thiếp, thật sự là mắc cười chết người rồi. Dân chúng toàn bộ lực chú ý bị những lời này đánh sang hướng khác, lại bắt đầu nghị luận, trong đó có mấy người đem lời nói to rõ ràng lọt vào lỗ tay đám người xung quanh, không phải nói thẩm ra tiểu thư bị tặc nhân vũ nhục sao. Này tặc nhân đều nói vừa trói nàng đã bị bộ đầu bắt lại rồi. Lời đồn đãi này là ai truyền ra a à? Đúng vậy, liễu di nương chính là liễu gia đại tiểu thư, nàng ta cho người bắt thẩm tiểu thư là muốn đem nàng đi bán sao nghe nói nàng ta đoạt người đáng lẽ là vị hôn phu của thẩm tiểu thư hai người chưa kết hôn mà đã cấu kết với nhau còn làm bụng to ra nữa chứ nàng kia là muốn trả thù a à, nghe nói liễu gia còn dùng chuyện này đến uy hiếp thẩm gia buộc thẩm gia tiểu thư phải gả cho liễu gia công tử làm kế thất nữa chuyện này cũng làm ra được vì muốn bắt người ta làm kế thất liền cố ý cấu kết với tặc nhân lừa bán con gái nhà lành, muốn hủy đi thanh danh của thẩm gia tiểu thư, thật sự là vô sỉ. Si. Người người nghị luận phản đối liễu gia càng ngày càng nhiều, liễu khai đông ở bên cạnh nghe đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn không được đứng lên quát lớn, liễu gia ta là dương châu danh môn, há lại dùng loại thủ đoạn hiểm ác này đi cầu hôn một nữ nhi đê tiện của thương hộ sao? Cho dù là làm kế thất, nàng cũng là trèo cao rồi. Tiếng hô rơi vào trong đám người, nhất thời trấn áp được mọi người, cũng đúng a, à, Liễu gia cũng từng là bá tước phủ, tuy nay không còn tước vị, nhưng vẫn là quan gia, cho dù làm kế thất, Thẩm gia cũng không tính bị thiệt, rốt cuộc cũng có thể gả được cho nhà quan gia người ta rồi. Đây rốt cuộc sao lại thế này? Liễu gia cùng Thẩm gia đến tột cùng ai đúng ai sai? An Sơ Dương híp mắt liếc liếc nhìn kẻ vừa âm thầm nhẹ nhàng thở ra Liễu Khai Đông lạnh lùng cười nhạo kế tiếp sẽ để cho ngươi càng thêm phấn khích chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng một lão phụ đang khóc lớn thanh thiên đại lão gia a xin làm chủ hai vợ chồng thảo dân a đám người tự động tránh ra thành một con đường một lão nhân da ốm yếu và một phụ nhân cùng nhau tiến vào trong tay đầy một cỗ độc luân bằng gỗ xe đầy có một bánh có một khối đồ vật bị phủ lên vải trắng truyền đến từng trận mùi máu tanh tươi làm đám người sung phải lui về phía sau hơn 10 bước. Hai người bọn họ đi đến, đem xe dừng lại, liền quỳ xuống, hô, cầu thanh thiên đại lão gia làm chủ cho dân phụ A. Trong sự sắp xếp trước đó của An Chi cũng không có việc này, hắn trước đó thật là cố ý cho người dâu diếm chuyện lão nhị lão tam bị bắt, bởi vì hai năm này liễu khai đông đã làm quá mức, cao thấp đều đi cửa sau, ý là đốt lót, kết bè khắp nơi, bộ dạng kia, như muốn đem chi phủ là hắn đạp khỏi ghế, trong lòng hắn đã sớm khó chịu, mượn cơ hội này khiến hắn ta ở trước mặt đề hình án sát xử tư án sát xứ và dân chúng mất hết mặt mũi. Nhưng hai lão nhân này tại sao lại đến đây? Mặc dù không ở trong kế hoạch, nhưng hắn ngày hôm nay là thẩm án, sẽ không để ý nhiều mà thẩm thêm một cái, liền chụp mục, gõ bàn, hỏi, dưới đài là người nào, muốn kiện ai? Có đơn kiện hay không? Thưa đại lão gia, dân phụ cùng trượng phu cũng không biết chữ, không có đơn kiện. Vậy ngươi có thể nói bằng lời được không? An Chi Phủ có ý muốn ở trước mặt để hình án sát xử tự án sát xứ biểu hiện một phen, nên cũng có chút kiên nhẫn. Lão phu nhân gật đầu nói, dân phụ gọi là triệu hạnh hoa, cùng trượng phu là nông dân của hạ đường thôn. Ba năm trước đây trượng phu bị bệnh nặng cần tiền để chữa trị, đã đem nữ nhi duy nhất là Mỹ Lệ đưa đến liễu phủ làm nha hoàn. Ai ngờ mấy ngày trước, Liễu Phủ đem thi thể Mỹ Lệ trực tiếp ném ra ngoài, còn ném 50 lượng bạc cho chúng ta. Dân Phủ sau khi nhìn thấy thi thể của nữ nhi, không chịu thu bạc, người của Liễu Gia liền đem chồng của dân Phủ đánh cho thiếu chút nữa đứng cũng không được. Đại lão gia A, à, dân Phủ già tới vậy, chỉ có một nữ nhi, tương lai muốn đợi nàng dưỡng lão, nhưng nay, nhưng nay. Lão phụ nhân nói không được nữa, dàn lòng, cắn chặt răng đem miếng vải trắng kia kéo xuống một mùi tanh tưởi truyền ra, một thi thể nữ nhi trần trụ hiện ra trước mặt mọi người, chỉ thấy thi thể kia toàn thân đầy vết xanh tím, tùy ý liếc mắt một cái, cũng có thể thấy phần dưới của thi thể như đã tan nát, mà trên mặt nữ thi đều có từng khối máu bầm. An Chi Phủ xem xong liên tục nhíu mày, liễu khai đông toàn thân cũng rét run, An Sơ Dương nhíu mày nhìn nhìn, phân phó nha dịch đem thi thể kia nâng xuống để khám nghiệm thương tích của tử thi. Nửa canh giờ sau, người khám nghiệm thương tích tử thi đi ra, nói, thi thể là cô gái 18 tuổi, thời gian tử vong là 7 ngày trước. Nguyên nhân tử vong, hạ thân bị vật cứng xâm phạm, làm cho nội tạng bị tổn thương, mất máu nhiều mà chết, trừ vết thương chí mệnh. Ở trên người còn phát hiện 21 vết cắt lớn nhỏ, 8 chỗ sưng, khóe miệng bị ngoại lực xé rách, có vẻ như là bị vật cứng gây thương tổn, có thể khẳng định là bị ngược đãi đến chết lời này nói ra, lập tức đã làm tất cả mọi người bên ngoài chấn kinh. Lão phụ nhân cùng lão nhân nghe lại xong mặt đầy nước mắt, cơ hồ tê liệt ngã xuống, đại lão gia A, mỹ lệ của ta chuyến trước về nhà nói, muốn ta cùng trượng phu kiếm tiền đem nàng mau chóng chuộc ra, ta hỏi thiệt nhiều lần, nàng mới nói cho ta biết, là liễu phủ đại công tử liễu dịch dương sau khi hạ thân bất lực, liền thường xuyên ngược đãi nha hoàn, lúc trước đã chết vài người dân phụ nghe xong chạy nhanh đi kiếm tiền cũng không ngờ vẫn là không kịp a à. tiếng khóc kinh thiên động địa ở giữa sân đá truyền ra ngoài mỗi người ai cũng cảm nhận được nỗi bi ai của vị lão phụ nhân này trong đó còn có sự đồng tình với lão phụ nhân cũng cùng nhau hỗ trợ hô thì ra danh môn công tử đã sớm bất lực khó trách muốn bày kế hạ lưu này để bức hôn thầm cô nương thứ tiểu nhân lòng giả hiểm độc này thật sự là y vào nhà có tiền liền có thế khi dễ dân thường như chúng ta a. À, phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.